Thì mới đây, cục thiết kế Mikrogian lừng danh đang chuẩn bị cho ra đời mẫu MiG đổi mới. Chiếc máy bay này không chỉ được tích hợp các kỹ thuật hiện đại nhất, vũ khí tốt nhất, mà tốc độ và chân bay của nó còn được cho là có thể vượt qua cả chiếc F-71. Bình ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ, thiện chiến, dũng cảm, có thể khiến hàng nghìn kẻ khủng bố biến mất trong ngôi nhà của chính mình mà không một ai hay biết. Đời đặc nhiệm Alpha đến từ Nga. Những chiến binh ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ, thiện chiến, dũng cảm, có thể khiến hàng nghìn kẻ khủng bố biến mất trong ngôi nhà của chính mình mà không một ai hay biết. Đời đặc nhiệm Alpha đến từ Nga. Thì mới đây, cục thiết kế Mikrogian lừng danh đang chuẩn bị cho ra đời mẫu MiG đổi mới. Chiếc máy bay này không chỉ được tích hợp các kỹ thuật hiện đại nhất, vũ khí tốt nhất, mà tốc độ và chân bay của nó còn được cho là có thể vượt qua cả chiếc F-71. Chiến binh ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ, thiện chiến, dũng cảm, có thể khiến hàng nghìn kẻ khủng bố biến mất trong ngôi nhà của chính mình mà không một ai hay biết. Đời đặc nhiệm Alpha đến từ Nga.